Lê Quê. Sư muội, muội hà tất phải như vậy chứ? Ta không thể làm trái lệnh của cha, cũng không thể cắt đứt tình nghĩa với sư huynh. Chỉ bằng chết ở trong tay của sư huynh để có thể giải thoát cho rồi. Sư muội, sao muội lại khờ như vậy chứ? Ta không còn lựa chọn nào khác. Ta không phải không trân trọng tình cảm sư huynh muội của hai chúng ta, nhưng mà ta không thể nào vì tình riêng mà ảnh hưởng tới lợi ích của quốc gia được. Mong sư muội hãy hiểu cho ta. Sư huynh, ta không trách huynh, chỉ trách ta có số khổ thôi. Muội, sư muội đâu phải đang đánh trận, còn thấy là đang yêu đương thì phải. Cái con tiện nhân làm nhục gia phong này thiệt là. Mặt mũi tổ tiên tám đời bị muội ấy làm mất hết rồi. Cha, cha mau rút lui đi, đừng để cho muội ấy ở dưới làm mất mặt nữa. Mau phóng tên đi. Nhưng mà sư muội đang ở dưới. Thì con tiểu tiện nhân làm nhục gia phong cần nó để làm cái gì? Phóng tên bắn chết nó luôn đi. Phóng tên. Có chừng. Cung tiễn thủ, mau. Kể cả con gái của mình mà cũng không cần hay sao? Hoàng gia bọn ta không có đứa con gái như vậy. Đôi khẩu nam nữ các ngươi, đi chết đi. Sư huynh, huynh hãy mau đi đi. Ta để cho họ bắn chết là được. Không rồi được. Ta không thể bỏ mặc như vậy được. Lệnh của cha không thể nào cãi được, nhưng mà muội cũng không thể cắt đứt với huynh. Không được, ta không thể để cho muội chết được. Phóng tiễn, phóng tiễn. Sao mũi tên của địch bắn xa quá vậy? Đây gọi là giáp cung, mức bắn cực xa, chỉ có đại quân của hoàng thượng mới có được. Được, chúng ta gõ lệnh thu binh. Dạ, gõ lệnh thu binh. Bảo vệ nguyên soái. Dạ. Nguyên soái, có sao không? Ta không sao. Liên Quy, nàng có bị thương không? Muội không sao. Huynh hãy mau chạy đi, muội cũng phải trở về thôi. Ta không thể làm gì được. Nếu muội quay về, cha muội nhất định không tha cho muội. Muội hãy quay về Lê Sơn đi. Nhưng muội phải trở về, mặc cho họ xử lý sao cũng được. Vậy muội phải tự bảo trọng, đừng bao giờ làm chuyện dại dột. Hãy chăm sóc cho mình, sống vô thật tốt đó. Rút. Là công công. Có nô tài. Từ khi chinh tây tới giờ, trẫm vẫn suốt ngày bị nhốt ở trong thành Tỏa Dương, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Ngươi có biết gần thành Tỏa Dương này có chỗ nào hay ho không? Bẩm hoàng thượng, nô tài nghe nói gần khu này có một chỗ Ô Long Sơn, non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt mỹ. Ừ, vậy chúng ta tới đó chơi có được không? Hoàng thượng, chỗ này cách Ô Long Sơn khoảng mấy chục dặm, lại là địa phận của Tây Lương, e là không tiện. Ê, có gì mà không tiện chứ? Phản tặc Thư Bửu Đồng đã bị đánh bại hoàn toàn, có gì mà phải lo lắng chứ? Nếu như hoàng thượng một mực đòi đi thì cần phải có người đi theo. Nếu tìm một người võ công cao cường đi cùng trẫm thì chẳng phải không có gì sợ sao? Là công công, ngươi có chọn được người nào không? Nếu muốn chọn thì chọn một người có võ công cao nhất. Ý của ngươi là Tiết nguyên soái sao? Đúng vậy, nếu nguyên soái đi theo chắc chắn không có gì phải sợ nữa. Truyền chỉ, ngày mai kêu Tiết Đinh Sang theo trẫm lên Ô Long Sơn. Nô tài tuân chỉ. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta chính là thánh chỉ tới. Di thần Tiết Đinh Sang tiếp chỉ. Truyền khẩu dụ hoàng thượng, ngày mai Tiết Đinh Sang tới Ô Long Sơn cùng thánh giá. Tuân chỉ. Là công công, hoàng thượng muốn tới Ô Long Sơn làm gì vậy? Hoàng thượng chỉ muốn đi ra ngoài dạo chơi, ở trong thành Tỏa Dương buồn chán quá rồi. Hả? Là vậy à? Hoàng thượng còn nói ngày mai Tiết nguyên soái chỉ cần dẫn theo mười mấy tướng sĩ là được rồi. Tiết Đinh Sang đã hiểu rồi.
Nơi này cách thành Tỏa Dương còn bao xa? Nơi này cách thành Tỏa Dương còn khoảng 50 dặm. Ngọn núi phía trước tên là gì vậy? Ngọn núi phía trước chính là Ô Long Sơn. Ta biết rồi, do đường phía trước. Dạ. Phía trước chính là Ô Long Sơn. Nơi này non xanh nước biếc. Phong cảnh ở đây đúng thật rất đẹp. À, đúng vậy, hoàng thượng. Nơi này là Ô Long Sơn, núi non gục dĩ, phong cảnh tuyệt đẹp. Hoàng thượng! Hộ giá! Hộ giá! Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hộ giá! Hộ giá! Hộ giá! Hộ giá! Tiếng An Khanh! Mau tới cứu Cẩm! Hoàng thượng! Cẩn thận! Chỉ thần tới ngay! Hoàng thượng! Hoàng thượng! Đinh Sang! Đinh Sang! Khanh bị sao vậy? Mà tỉnh lại đi! Hả? Đinh Sang! Bao! Phía trước xảy ra chuyện gì? Sao lại hốt hoảng như vậy? Chuyện tốt lắm. Cuối cùng là chuyện gì? Từ từ nói đi. Hoàng đế Lý Trị và Tiết Đinh Sang đi dạo chơi ở con đường phía trước. Ngựa của hoàng đế hốt hoảng, chạy như điên vậy. Tiết Đinh Sang đuổi theo cũng không đuổi kịp nữa. Ngươi thật sự nhìn thấy đó là hoàng đế Lý Trị sao? Chắc chắn là vậy. Ngày tàn của cửu hoàng đế tới rồi. Đúng là trợ giúp ta mà. Mau, phái 1000 tinh binh đi theo ta, bắt lấy hoàng đế Lý Trị. Dạ. Chà. Đi thôi. Chà. Cô đừng cứu mạng. Cô đừng cứu mạng. Ngươi là ai vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô nương, không dám giấu gì, Cẩm chính là Thiên tử Đương Triều, hoàng đế của Đại Đường. Người mà ta đang cõng trên người là Tiết Đinh Sang, Tiết Nguyên Soái. Bởi vì lúc nãy ngựa của ta hoảng sợ, Tiết Nguyên Soái vì muốn cứu Cẩm đã bị thương hôn mê rồi. Cô nương à, bọn ta bị phản quân truy sát tới đây. Cô nương hãy chỉ cho bọn ta một con đường sáng để bọn ta tránh né một chút. Ta dẫn các người đi tránh né nha. Đa tạ cô nương. Bên này. Hoàng thượng, đây nè. Cẩn thận. Hoàng thượng, người tạm thời trốn ở đây đi. Tôi sẽ bắt bọn phản tặc có đi không có về. Cô nương phải cẩn thận đó nha. Hai người qua đây không? Ta nhìn thấy rồi, họ đang nghỉ ngơi ở dưới kia kìa. Khoan hả? Sao đây? Ta chỉ đường cho cô mà cô không đa tạ một câu nữa. Cô đúng là không biết phép tắc gì hết. Cô biết ta là ai không? Ta không biết cô là ai. Ta chỉ biết cô là một người không biết phép tắc mà thôi. Ta là Tây Lương Dương Phi,
Hôm nay nể tình cô có công chỉ đường nên không giáng tội cho cô, còn không tránh ra. Đúng là vật vốn hợp loài, người vốn chia đàn. Tây Lương Dương không màng sống chết của bá tánh, phản bội triều đình, dẫn binh tạo phản. Có một người vợ không biết phép tắc giống như cô vậy, đúng là không kỳ lạ chút nào. Thôn nữ quan giả giống như cô dám chửi mắng đại dương, sỉ nhục dương phi, ta thấy cô không muốn sống rồi đó. Cô ngang ngược như vậy, ta thấy người không muốn sống là cô đó. Hoàng thượng, bây giờ không sao rồi? Đa tạ cô nương đã cứu mạng của trẫm. Chuyện nhỏ thôi mà, hoàng thượng không cần khách sáo. Cô nương có thần công như vậy, đúng là khiến trẫm mở mang tầm mắt. Cho hỏi cô nương tên họ là gì, trẫm nhất định sẽ ban thưởng thật nhiều cho cô. Dân nữ họ Trần, tên Kim Định, phụ thân Trần Vân là tổng binh của nước Tùy. Năm đó Phụng Chỉ mượn binh lưu lạc ở trên Ô Long Sơn. Mẫu thân Mao Thị là con gái Tây Lương. Hoàng thượng, dân nữ không có huynh đệ tỷ muội, nhà cũng cách đây không xa, mong hoàng thượng di giá tới hàng xá nghỉ ngơi chút xíu, gặp mặt gia phụ và trị thương cho Tiết Nguyên soái. Không biết ý của hoàng thượng thế nào? Vậy nhờ Trần cô nương dẫn đường nha. À, hoàng thượng, có dân nữ sao có thể để hoàng thượng lao lực được? Hơn nữa người cõng ngày ấy quá mất sức, để cho dân nữ cõng đi. Nhưng mà giữa nam nữ với nhau không được tiện cho lắm. À, cứu người không cần nghĩ tới nhiều chuyện như vậy. À, vậy phiền Trần cô nương rồi. Cha ơi, có khách quý tới. À, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn là ai? Không lẽ con gây ra chuyện bên ngoài rồi sao? Không phải đâu cha, đây là nguyên soái Tiết Đinh Sang của triều đình, bị thương rồi, là con đã cứu ngày ấy. À phải rồi, có đương kim hoàng thượng đang ở đây nữa. Ê, đương kim hoàng thượng? Đúng vậy, họ bị phản quân Thư Cẩm Liên truy sát, gặp được con đó. Hả? Thảo dân khấu kiến. À, miễn lễ, cứu người quan trọng hơn. Vào nhà rồi nói, mau lên, mau lên, mau. Coi chừng dưới chân nha. Mau lên, mau lên, mau dìu vào đây, mau lên. Đinh Sang, Đinh Sang. Ê trời, Tiết Quyền soái cứ hôn mê bất tỉnh như vậy, phải làm sao mới được đây? Hoàng thượng, từ nhỏ dân nữ bái võ đan thánh mẫu làm sư phụ. Năm xưa sư phụ từng dạy dân nữ làm sao điều trị khi phần đầu bị thương. Có thể để dân nữ thử không? À, tốt quá rồi, vậy thì làm phiền cô nương nha. Con gái tính dùng cách gì điều trị? Ở chỗ con có thuốc viên, cho Tiết Nguyên soái uống trước, sau đó cởi áo ngoài ra dẫn công để điều trị vết thương. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì nửa canh giờ sau Tiết Nguyên soái sẽ tỉnh lại thôi. À, như vậy cũng được, vậy thì làm phiền cô nương rồi. Chỉ là Trần Tử Quân à, nam nữ thọ thọ bất thân, như vậy không tiện cho lắm. Hoàng thượng, cứu người quan trọng, đừng nghĩ tới chuyện khác nữa. Cha nói chính xác đó. Vậy thì làm việc cô nương. Hoàng thượng, bây giờ dân nữ bắt đầu điều trị cho Tiết Nguyên soái, mời người ra ngoài chờ đợi. Hoàng thượng, mời đi bên này.
Hoàng thượng mời. Trần tướng quân không cần đa lễ, mời ngồi. Tạ ơn hoàng thượng. Trần tướng quân, lệnh nãi hôm nay đã cứu trẫm và Tiết Quyên soái, hai cha con ông có công cứu giá như vậy, trẫm nhất định sẽ ban thưởng thật nhiều cho hai người. Hoàng thượng nói quá rồi, Thảo Dân cảm thấy hoảng sợ. Hoàng thượng gặp nạn Thảo Dân ra tay cứu giúp, đó là bổn phận của thần tử, chứ không dám đòi hỏi công lao. Trẫm nghe lệnh nãi nói rồi. Trần tướng quân trước đây là tổng binh của nước Tùy, không biết tại sao lại lưu lạc tới đây vậy. Nói ra thấy hổ thẹn, lúc nước Tùy bị diệt vong, Thảo Dân phụng chỉ tới Tây Lương điều binh. Sau đó nghe nói Đại Đường khai quốc, Thảo Dân vốn định về kinh nghe triều mới xử lý. Nhưng lúc đó lời đồn khắp nơi nói tướng lĩnh triều mới tiêu diệt đại tướng tiền triều, Thảo Dân liền gạt bỏ ý định quay về kinh, ẩn náu trên núi này, đồng thời cưới vợ và sinh con, chớp mắt cái 10 năm trôi qua. Thì ra là vậy. Vừa nhìn đã biết Trần tướng quân là một vị mãnh tướng, ẩn náu ở một nơi hoang sơ hẻo lánh tới như vậy, thật là đáng tiếc. Thảo Dân vốn dĩ là người Trung Nguyên, ngày đêm mong nhớ không thể quay về. Hôm nay may mắn gặp được hoàng thượng giá đáo, đúng là Thảo Dân có phước mà. Nếu đã như vậy, chỉ cần Trần tướng quân tham gia Tây Chinh, báo hiếu triều đình, trẫm nhất định sẽ phong hầu cho ông. Không biết Trần tướng quân cảm thấy thế nào? Tạ chủ long ân, được làm việc cho triều đình, tận trung cho hoàng thượng, đúng là vinh hạnh trong cuộc đời di thần. Dù di thần có lên núi đao, xuống biển lửa, cũng không từ chối. Hiện giờ đang là lúc cần người. Đại quân triều đình nếu có thêm hai vị mãnh tướng như cha con ông thì đúng là như hổ mọc thêm cánh. Trần tướng quân có yêu cầu gì cứ việc nói đi. Di thần không dám. Ê, cứ việc nói không sao. Khởi tấu hoàng thượng, cũng vì sống lâu trên núi, tiểu nữ cũng đã tới tuổi kết hôn rồi, nhưng mà chưa được lấy chồng nên định gả con gái cho Đinh Sang làm vợ. Di thần to gan, xin hoàng thượng ân chuẩn. Cái này thì không khó, chỉ là Đinh Sang đã có vợ rồi, nếu Trần cô nương gả qua đó chỉ có thể làm thiếp, không biết Trần tướng quân có ngại hay không. Tiết Quyên soái tài sắc vẹn toàn, làm nhị phòng cũng không sao đâu. Vậy thì tốt, trẫm sẽ ban hôn cho bọn họ. Đợi trẫm về thành Tỏa Dương báo cho cha của cậu ấy Tiết Nhân Quý chọn ngày lành tháng tốt xong lên núi cưới Trần cô nương. Tạ ơn hoàng thượng. Nguyên soái, ngài tỉnh rồi. Cha, Nguyên soái tỉnh rồi. Cô nương, tôi đã đắc tội. Mau đi xem thử. Con gái, quá tốt rồi. Nguyên soái tỉnh rồi, Nguyên soái tỉnh rồi. Di thần cứu giá bất thành, mong hoàng thượng thứ tội. Không cần nói nữa, tỉnh vậy là tốt rồi. Tỉnh vậy là tốt rồi. Đinh Sang, vị này là Trần Dân lão tướng quân. Bái kiến Trần lão tướng quân. Vị này là Trần cô nương đã cứu khanh đó, con không mau đa tạ đi. Đa tạ Trần cô nương đã có ơn cứu mạng. Được rồi, không nói nhiều nữa. Đợi sau khi quay về thành Tỏa Dương, trẫm nhất định sẽ ban thưởng cho hai người. Tạ ơn hoàng thượng. Mọi người xem, nếu như không có Trần cô nương thì hậu quả của ta và Tiết Ái Khanh không thể lường được đâu. Vì vậy trẫm đã làm chủ ban hôn cho Tiết Ái Khanh. Bẩm hoàng thượng, di thần đã có hiền thê, hơn nữa Tiên Đồng tình sâu nghĩa nàng với thần, tuyệt đối không thể như vậy được. Tiên Đồng là một cô nương tốt, hiểu chuyện và biết nghĩ cho đại cục rất hiếm có. Cô ấy sẽ nghĩ thông suốt thôi mà. Đúng vậy con trai, lúc con ở Kỳ Bàn Sơn đã vì đại cuộc thành thân với Tiên Đồng, cha đây trách lầm con. Lần này con thành thân với Trần cô nương cũng là vì đại cuộc và lợi ích của quốc gia. Hơn nữa do hoàng thượng ban hôn, cha đây làm chủ, cho dù con có suy nghĩ thế nào cũng phải phục tùng. Hoàng thượng ban hôn, di thần không dám không nghe. Chỉ là có thể thấy Tiết Ái Khanh là một người thấu tình đạt lý, quyết định như vậy đi nha. Từ Ái Khanh, có di thần. Khi nào là ngày lành tháng tốt vậy? Ngày mai chính là ngày lành để cưới hỏi đó. Vậy thì ngày mai Tiết Dương huynh lên núi cưới Trần cô nương đi. Tạ ơn hoàng thượng. Tuân chỉ. Báo
Khởi bẩm hoàng thượng, mười mấy vạn nhân mã của Thư Cẩm Liên đã bị chúng ta bao vây, thương vong hơn nữa. Chỉ còn lại một vài binh lính cũng đã bỏ trốn rồi. Đúng là sông hỉ lâm môn mà. Là tướng quân, mọi người vất vả rồi, hôm nay quay về sớm đi, ngày mai đi uống rượu mừng của nguyên soái nha. Tuân chỉ, báo cáo đại tướng quân. Thám tử phía trước tới báo đại quân triều đình đã hướng tới hàng giang quan chúng ta, cách hàng giang quan chỉ còn khoảng 60 dặm. Dò tiếp. Dạ. Phụ thân, đại quân triều đình mấy chục vạn tướng tài rất nhiều, chỉ dựa vào chúng ta muốn giữ hàng giang quan không phải dễ dàng. Điều này thì ta biết. Không phải ta kêu ca ca con đi tìm Dương Phàm tướng quân sao? Nếu hắn chịu chí diện chúng ta thì tình hình sẽ khác nhau đó. Nhi thần tham kiến phụ thân. Sao rồi, Dương Phàm tướng quân đã đồng ý chưa? Dương tướng quân nói muốn hắn chi diện không thành vấn đề, nhưng phải thành thân với Lê Quê trước. Vậy các con nói phải làm sao đây? Hay là con bàn lại với Lê Quê nha. Nó đồng ý sao chứ? Cái đứa nghịch nữ này, cho dù đánh chết nó cũng không đồng ý đâu. Tụi con đừng có phí sức nữa. Dương tướng quân cũng không đúng, đều vì lợi ích của Tây Lương mà, sao lại thấy chết không cứu chứ? Được rồi được rồi, nhờ người khác chỉ bằng nhờ mình. Để tự chúng ta làm cho rồi. Nhưng đừng quên rằng chúng ta là thần tử nhận móng lọc từ đại dương. Đại dương có ơn như núi với chúng ta. Chúng ta phải làm tròn trách nhiệm của mình. Hàng giang quan này giữ được cũng phải giữ, giữ không được cũng phải giữ. Cho dù ta có mất đi cái mạng này cũng không hề quan trách. Lát nữa chung tướng lĩnh theo ta đi tới trước cửa hàng giang quan kêu trận. Nhưng mà trước khi làm vậy, ta muốn nhắc mọi người, chúng ta là đại quân của triều đình, không phải là quân ô hợp. Vì vậy lúc chúng ta kêu trận, không thể có những lời lẽ sỉ nhục chửi bắn. Chúng ta thắng phải khiến cho người ta tâm phục khẩu phục, bại cũng bại trận không bại người, không mất phong cách quân ta. Lời ta muốn nói chỉ có nhiêu đây thôi. Các vị còn có ý kiến gì không? Được, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Dạ. Hàng giang quan. Người trên thành lầu có phải Phàn Hồng Phàn Lão tướng quân không? Đúng là lão phu. Là người nào vậy? Ta là Tiết Đinh Sang, đại nguyên soái chinh Tây Bình Loạn. Danh tiếng của Phàn Lão tướng quân ở Trung Nguyên đã có nghe nói, vốn dĩ quê danh giang xa. Nhưng mà hiện giờ tại sao bất chấp danh tiếng giang xa của mình vào trợ phản tặc? Bổn soái thật cảm thấy tiếc cho ông. Hải quân giao chiến, ai theo chủ nấy. Thân là quan nhân, phục tùng chính là thiên chức. Nói gì tới ý trời lòng dân chứ? Không lẽ Phàn tướng quân chỉ biết phục tùng mà không nghĩ tới thì phi phải trái sao? Thì đi sang, ngươi đừng có ở đây nói những lời nhảm nhí nữa. Nếu như ngươi đã tìm tới đây rồi, vậy thì lão phu sẽ cùng những ngươi đấu một trận sống chết vậy. Tuy chúng tôi đã tới rồi, nhưng mà không muốn đấu đao kiếm với ông. Vậy thì ngươi muốn làm cái gì đây? Bổn soái chỉ muốn nhắc nhở Phàn Lão tướng quân nhìn rõ thực lực hai bên, dẫn ra thời cuộc thôi. Muốn ta đầu hàng sao? Phàn Lão tướng quân vốn chỉ là một vị đại tướng của triều đình, không thể nói là đầu hàng được. Ta chỉ muốn Phàn Lão tướng quân quay về với đội ngũ của triều đình mà thôi. Tiết Đinh Sang, ngươi đừng có nói nhiều lời với ta như vậy. Muốn ta đầu hàng cũng được thôi, muốn ta quay về thành cũng được. Lão phu ta thà chết cũng không bằng lòng làm ra những chuyện như vậy đâu. Chúng ta xuống dưới. Phàn Lão tướng quân, công tử nhà ông làm chuyện bị ổi như vậy, không lẽ là do ông dạy hay sao? Chiến tranh vốn dĩ phải dùng tới quỷ kế, có thể không báo trước gì hết. Trong binh thư viết như vậy, chứ không phải là lão phu dạy. Nhưng mà cũng không được làm càn. Đúng lắm, binh bất yếm trá. Nhưng mà công tử của ông bắn lén ta vào lúc ta và ông nói chuyện, không phải là hành vi của quân tử. Đại quân triều đình ta trước giờ chiến thắng phải thắng thật quang minh lỗi lạc, thua cũng phải thua có khí phách. Xem ra hành vi của tướng quân và thư tặc cũng giống y như nhau. Xem ra người đời đã khen nhầm Phàn Lão tướng quân rồi. Tiết Đinh Sang, ngươi đừng tưởng là ngươi tài giỏi lắm nha. Ngươi đợi đó, bây giờ lão phu sẽ quyết một trận sống chết với ngươi. Khoan đã, nguyên soái để ta. Ngươi lại. E là ông không đánh lại ta đâu, còn muốn giao chiến với nguyên soái ta, đúng là không biết trời cao đất gì. Tới đây. Chưa.
Loại tiểu tướng này để cho con. Hi ơi! Hãy mau đóng cung thành lại đi. Nguyên soái, là chư lên ngựa, hôm khác chiến đấu tiếp. Dạ. Hoàng Nghi, vết thương của nó sao rồi? Bẩm tướng quân, cũng may không bị trúng vô xương, không sao hết, đắp thuốc rồi, vài ngày sẽ khỏi thôi. Vậy mọi người lui xuống trước đi. Dạ. Bản thân không có bản lĩnh mà đòi xông lên, tụi con chơi trò đánh lấy cái gì hả? Nếu tụi con thật sự một phát bắn chết Tiết Đinh Sang thì còn được, đây gọi là trộm gà không được, mất luôn nắm thóc, thấy mất mặt chưa? Không thể trách đệ đệ được, đệ ấy chỉ muốn giúp một tay thôi. Giúp bằng cách này hay sao hả? Con thấy cha và Tiết Đinh Sang lý luận đó là vì gia cần sĩ diện, tàn nói ngang ngược. Thật ra tao cũng phản đối cái loại tiểu nhân làm ra những chuyện như vậy. Xem Tiết Đinh Sang người ta nói hay biết mấy, thắng thì phải thắng quang minh lỗi lạc, bại thì cũng phải bại có khí phách hả? Giống như tụi con vậy, cho dù thắng rồi cũng sẽ bị người ta coi thường cho coi. Hey, con cũng vì không nuốt nổi cơn tức này, ngày mai con ra trận xem họ có bản lĩnh lớn tới cỡ nào. Người ta có bản lĩnh cỡ nào hôm nay con không nhận ra sao? Tụi con là đối thủ của người ta hả? Hả? Bắt đầu từ ngày mai không ai được phép ra trận, treo biển ngừng chiến. Vậy phải treo tới khi nào đi cha? Ta thấy chỉ có mụi mụi của con Lê Quê có thể đối phó với họ. Phan Hổ, ngày mai con lên Lê Sơn một chuyến, kêu mụi mụi của con xuất núi giúp chúng ta đi. Chỉ có mụi mụi con ra trận, chúng ta mới tháo biển ngừng chỉ xuống. Nếu không, không ai được phép tháo cái biển đó xuống. Vì vậy cha đã kêu ta lên núi, kêu mụi mụi xuống núi giúp bọn ta chống lại đại quân triều đình. Ca ca, ta đã nói với mọi người từ lâu, trận chiến này là trận chiến bất nghĩa do Thư Bửu Đồng gây ra. Ta khuyên mọi người đừng có tham gia, nhưng mọi người không chịu nghe lời ta nói. Huynh xem, bây giờ mấy chục vạn đại quân của triều đình sắp tới đây rồi đó, tướng tài bên đó rất nhiều. Thư Cẩm Liên chết rồi, Thư Bửu Đồng cũng không biết đi đâu. Huynh nghĩ là một cái hàng gian quan chống đỡ được sao? Nhưng thế nào đi nữa, muội cũng nên đi giúp đỡ cha và ca ca của muội chứ. Nếu cha và ca ca làm việc chính nghĩa thì ta thật sự phải ra mặt giúp đỡ rồi, cho dù bị phanh thây trăm mảnh cũng không thấy hối tiếc. Nhưng mà bắt ta tấn công một đội quân chính nghĩa như vậy đúng là ép người quá đáng mà. Phụ thân đã nói rồi, chúng ta phải tận trung đối với đại dương, tận nghĩa với Thư Nguyên Soái, dù toàn bộ bị giết chết cũng sẽ không lùi nửa bước. Nhưng đại dương và Thư Nguyên Soái đang có hành vi tạo phản, mọi người bất phân thị phi. Hơn nữa vì tận trung tận nghĩa như lời mọi người nói, không tiếc bỏ đi tính mạng của mình, đúng là không thể hiểu nổi được mà. Phụ thân đã nói rồi, thân là quân nhân, phụ tùng chính là thiên chức. Nếu có kẻ địch tới đây thì chết chống đối tới cùng, không còn lựa chọn nào khác. Xem ra các người biết chắc trận này thất bại, nhưng chỉ muốn tận trung tận nghĩa thôi. Nếu đã như vậy, các người cứ đòi kéo Lê Quê ra trận, bộ cũng muốn Lê Quê tận trung tận nghĩa với họ hay sao? Ca ca, mọi người chỉ nghĩ tới tận trung tận nghĩa, có nghĩ tới thiên hạ chúng sanh hay không vậy? Lần này mọi người chống đối không hiệu quả như vậy, có biết bao nhiêu sinh linh phải gặp kiếp nạn đây. Hàng Giang Quan có hơn 5 vạn tướng sĩ, khi đánh nhau chắc chắn thương vong hơn một nửa. Thương vong hơn nữa thì đó cũng là hành vi của đại quân triều đình. Muội không đi chỉ trích họ, tại sao ngược lại chỉ trích bọn ta chứ? Người ta có danh tiếng, các ngươi gây ra chiến tranh không thể bàn chung được đâu. Nếu muốn cứu thiên hạ chúng sinh, chỉ dựa vào hòa bình. Thánh mẫu nói hay lắm, chỉ dựa vào hòa bình
Vậy tại sao đại quân triều đình không vì chuyện hòa bình mà rút về Trường An đi? Các ngươi không muốn xưng bá Trung Nguyên, không muốn cướp thiên hạ của Đại Đường, thì người ta đánh tới Tây Lương hay sao? Nếu muốn hòa bình, chỉ khi các ngươi không chống đối nữa. Nói như vậy là Bùi Bùi kiên quyết không chịu giúp đỡ cha và ca ca phải không? Ta... Lê Quê, sư phụ cho rằng con nên xuống núi một chuyến đi, tiện thể đi gặp mặt Đinh Sang luôn. Duyên phận của con và Đinh Sang cũng sắp tới rồi. Đồ nhi ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Chua, 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 chua. Khoan đã. Như chuyện gì vậy? Ta muốn hỏi muội, lúc nãy sư phụ muội nói vậy là có ý gì? Cho muội xuống núi đối phó kẻ địch, hay là đi coi mắt tiếng Đinh Sang đây? Chẳng phải Quỳnh đã nghe thấy rồi sao? Đúng là ta nghe thấy, nhưng mà ta nghe không hiểu. Quỳnh không hiểu, ta cũng không hiểu. Vậy thì Quỳnh tự suy nghĩ cho kỹ đi. Chà, chà. Bây giờ định dẫn mùi ấy về ăn nói với phụ thân trước thôi. Chà, chà. Cha, cha. Mùi mùi đã về rồi. Con gái đã về rồi, thật là tốt quá. Con gái bái kiến cha. Đại quân triều đình quá lợi hại rồi. Con nhìn xem, ca ca của con cũng bị đả thương luôn rồi. Hả? Ca ca, Quỳnh không sao chứ? Hả? Yên tâm, không sao đâu. Bà biết chỗ công của con rất cao cường, không ai sánh bằng. Tới lúc đó, con hãy dạy dỗ cho họ một trận, để cho họ biết là người của phàn phủ này không dễ đối phó như vậy. Cha, cha cho rằng Hàn Giang Quan trấn thủ được bao lâu nữa? Chuyện này thì rất khó nói. Bởi vì đại quân triều đình này thật sự quá dũng mãnh rồi. Có điều, có con gái của ta làm trợ thủ thì kết quả sẽ khác đó. Con về đây, chẳng qua có thể kéo dài thời gian thêm vài ngày thôi, nhưng mà không thể cứu vãn được bại cục này. Con nhìn coi, sao con cứ suốt ngày nói ra những lời nhục chí như vậy chứ? Cha, đây là sự thật, chúng ta phải đối diện với sự thật. Nhưng dù gì đi nữa, chúng ta cũng cần phải kiên trì tới cùng. Nếu cha cũng đã nói như vậy rồi, thì con cũng không có gì để nói. Ngày mai con ra trận là được rồi. Được. Vậy con lui xuống trước nha. Được rồi, con lui xuống trước đi. Ca ca, Quỳnh phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Được. Nha. Sư muội, muội về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ừ. Phan Hổ, ngày mai tháo biển ngự chỉ xuống, chuẩn bị nghênh chiến. Dạ. Phàn phủ. Lê Quê, biết con đã về đây rồi, mẹ cố tình làm vài món mà con thích ăn. Nào, qua đây ăn đi. Mẹ, nào. Con không đói. Hôm nay con bị sao vậy? Bình thường con về đây đều than đói bụng mà, hôm nay con bị sao vậy? Con thật sự ăn không vô. Bộ dạng con không được vui vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải cha con kêu con về đây giúp đỡ không? Đúng vậy, cha con kêu nhị ca kêu con về đây đó. Nhìn tình hình, vẫn phải tiếp tục đánh trận rồi, sao con không khuyên cha con vậy? Con đã khuyên rồi, nhưng cha cứ ngoan cố bất chấp, không nghe lọt lỗ tai gì hết. Sư phụ con chẳng phải nói con và Đinh Sang có duyên sao? Đúng vậy, sư phụ đã từng nói như vậy. Con gái à, Đinh Sang con cũng đã từng gặp rồi. Nhân phẩm cậu ấy vẻ bề ngoài so với Dương Phạm tướng quân rốt cuộc như thế nào? Dương Phạm không thể sánh được với Quỳnh ấy. Ừ. Xem ra thì con gái mẹ vô cùng hài lòng. Người mà con gái mẹ hài lòng thì chắc chắn là rất xuất sắc. Vậy con ra chiến trường làm sao đối mặt với Đinh Sang? Mẹ, mẹ yên tâm đi, con tự biết tính toán. Nếu như sư phụ con cho rằng tụi con có nhân duyên, thì sau này chắc chắn tụi con sẽ trở thành vợ chồng. Gặp nhau trên chiến trường, đừng tổn thương tới hòa khí. Con biết rồi mẹ. Dương Phạm tướng quân tới. Tiểu tế bái kiến. Khoan, chuyện của cậu và Lê Quê vẫn còn chưa tới mức độ này. Dương tướng quân xưng hô như vậy thật không ổn một chút nào, lão phu không thể nào chấp nhận được. Cậu ngồi đi.
Chuyện của ta về Lê Quê chẳng phải đã quyết định xong rồi sao? Chúng ta đã quyết định rồi, nhưng còn mẹ của nó, sư phụ nó đều không tỏ thái độ gì. Để họ hoàn toàn chấp nhận hết rồi mới đưa ra quyết định được. Vậy bây giờ có thể đi hỏi thái độ của họ thế nào không? Dư tướng quân, hiện giờ địch ở trước mắt, cậu không nghĩ cho tương lai của Tây Lương mà cứ một lòng nghĩ tới hôn sự của bản thân, có phải có chút không ổn hay không chứ? Ta cũng đang vì tương lai của Tây Lương mới đưa ra hôn sự này. Chỉ cần ta về Lê Quê thành thân rồi, chúng ta hợp tác với nhau, đại quân triều đình có gì phải sợ? Ý của Dương tướng quân đó là chỉ khi kết hôn xong rồi mới hợp tác kháng địch sao? Không thể nói như vậy được. Có điều chỉ có dùng cách này mới là cách hay nhất. Thôi được rồi, vậy thì bọn ta cũng không làm phiền Dương tướng quân nữa. Kẻ địch của Hàn Văn Quan bọn ta sẽ vô Hàn Văn tự chiến đấu. Bọn ta đang bàn bạc cách để đánh kẻ địch. Nếu không có chuyện gì nữa thì không giữ cậu lại. Người đâu? Có. Tiễn Dương tướng quân đi. Dạ. Mời Dương tướng quân. Cáo từ. Phan cô nương. Ta có việc muốn tìm cô. Dương tướng quân, sao ngài lại đi tới Hàn Văn Quan? Ta tới đây vì hôn sự với cô. Bây giờ binh lính đã ở trước cổng thành, Dương tướng quân còn bàn về hôn sự nữa, ngài cảm thấy có thích hợp hay không? Ta chỉ muốn chúng ta sớm ngày thành thân, như vậy hai nhà chúng ta hợp tác với nhau chẳng phải tốt hơn hay sao? Đối với chuyện mà Dương tướng quân đề nghị, cha ta nói thế nào? Cha cô không đồng ý. Nói y chang như cô vậy. Cha cô nghĩ không thông suốt rồi. Thật ra chuyện của chúng ta đã quyết định từ lâu, làm sớm hay muộn chẳng phải như nhau sao? Quyết định từ lâu? Sư phụ ta còn chưa đồng ý, sao ngài lại nói là quyết định từ lâu chứ? Chẳng phải kêu cô đi hỏi sư phụ cô từ lâu sao? Ta hỏi rồi, nhưng sư phụ vẫn chưa đồng ý. Thật ra thì chuyện này sư phụ cô không quản được. Chỉ cần cha mẹ cô đồng ý, hỏi sư phụ cô cũng là dư thừa. Dương tướng quân, sao ngài có thể nói như vậy chứ? Người ta nói một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ngài hiểu câu nói này ra sao? Ý của ta không phải vậy. Ta cảm thấy hôn sự của bản thân chỉ cần bản thân làm chủ là được. Nếu như ngài nói như vậy thì ta có thể nói rõ ràng với ngài. Thái độ của cô thế nào? Ta cảm thấy hai chúng ta không thích hợp ở bên nhau. Đời này kiếp này chúng ta không có duyên phận. Phàn cô nương, cô đừng nói chuyện duyên phận hay không duyên phận. Chỉ cần cô thích ta và ta thích cô là có duyên phận. Không lẽ cô không thích ta sao? Đúng vậy, ta không thích ngài. Vậy nếu sư phụ cô đồng ý thì sao? Cô nói thế nào? Dương tướng quân, ta thẳng thắn nói với ngài luôn nha, sư phụ ta sẽ không đồng ý đâu. Ta khuyên ngài hãy từ bỏ chuyện này đi, đi tìm một cô nương tốt hơn ta đi. Phàn cô nương, ta khuyên cô đừng nói chuyện tuyệt tình vậy. Cô nên đi hỏi ý kiến của sư phụ cô đi. Dương tướng quân, ta đã nói rồi đó, ta khuyên ngài đừng có bỏ công sức trên người của ta nữa. Phàn cô nương, Phàn cô nương, Lê Quê, ta quyết sẽ không bỏ cuộc. Ta nói cô nghe, ta nhất định sẽ cưới cô. Tấm biển ngừng chiến của Hàn Văn Quan đã treo hai ngày rồi, mà tướng cho rằng quân ta không thể đỡ được nữa. Ừ, là tướng quân nói rất có lý. Bây giờ bọn họ đóng cửa ngừng chiến chẳng qua là đang đợi trợ thủ. Vì vậy chúng ta chỉ đánh tấn công thôi, tranh thủ trước khi trợ thủ của họ tới đây đánh bại Hàn Văn Quan. Dạ. Dạ. Dạ.
Báo, báo cáo nguyên soái, tấm biển ngừng chiến của Hàn Gia Quan đã tháo xuống. Bây giờ có một nữ tướng đang kêu trận bên ngoài, đồng thời chỉ đích danh Tiết nguyên soái ra ứng chiến. Người này chắc chắn là Phàn cô nương. Ngươi lùi xuống trước đi. Dạ. Nguyên soái, nếu toàn là nữ tướng tới đây thì mặt tướng muốn đi hội ngộ. Cũng được, vậy An dẫn 3.000 dân mã đi ứng chiến đi. Nhưng mà chú ý, cô ta võ công cao cường, phải cẩn thận đó. Dạ. Nguyên soái, mặt tướng nguyện làm áp trận cho tỷ tỷ. Phải, ta cũng bằng lòng áp trận cho tẩu tẩu. Được, mỗi người dẫn theo 1.000 dân mã áp trận phía sau. Dạ. Dạ. Hàn Giang Quan. Vị cô nương này đoan trang tú lệ, chắc là đại phu nhân của Tiết Đinh Sang rồi. Phàn cô nương thật xinh đẹp, bốn cô nương cũng phải nhường lại 3 phần. Hey! Cho hỏi ai tới đây vậy? Ta là nữ tướng triều đình, vợ của Tiết nguyên soái, Đậu Tiên Đồng. Thì ra là Đậu tỷ tỷ. Chắc cô chính là Phàn Lễ Quê, Phàn cô nương rồi. Đúng vậy. Cho hỏi Đậu tỷ tỷ, tại sao Tiết nguyên soái không tới gặp ta vậy? Triều đình có nhiều tướng tài, cho dù Phàn cô nương võ công đệ nhất cũng không cần để chàng ấy ra trận. Đậu tỷ tỷ nói rất có lý lẽ. Có điều... Không lẽ cô coi thường võ công của ta sao? Ta không có ý đó. Vậy hôm nay ta sẽ cùng Phàn cô nương đánh thử vài chiêu. Chà, chà. Hây, 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 hây. Chà. Chà, chà. Phàn cô nương quả nhiên võ công cao cường, ta tự thấy không bằng. Đậu tỷ tỷ, tỷ quá khen rồi. Yeah. Tỷ tỷ lùi xuống đi, để ta lên. Cô là ai vậy hả? Sao không thấy Tiết nguyên soái tới đây vậy? Muốn tướng công ta ra trận thì đánh thắng đôi búa của ta trước. Vị phu nhân này của Tiết Đinh Sang tướng mạo quá bình thường rồi đó. Nếu tỷ tỷ đã nói như vậy thì muội muội không khách sáo nữa. Cha, cha. Lễ Quê, con đã thả một người đi rồi, người này cũng không được thả nữa. Con hãy mau giết chết cô ta đi. Tỷ tỷ đi mau. Thật không ngờ cô nương có võ công cái thế như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Lễ Quê, con đang làm cái gì vậy? Sao con không giết cô ta đi? Đi mau. Dạ. 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 Phàn cô nương, ta là muội muội Tiết nguyên soái Tiết Kim Liên, ta có lời muốn nói. Tiết cô nương xin cứ nói. Phàn cô nương có võ công cái thế như vậy, cho hỏi tại sao không quy thuận triều đình, làm việc cho đất nước. Tiết cô nương, kêu ca ca cô ra đây đi, ta phải gặp cô nấy. Rút lui lập tức. Rút lui lập tức. Gia phụ ra lệnh rút lui rồi, ngày mai mới nói đi. Lê Quê, ta hỏi con, trong trận hôm nay con hoàn toàn có thể giết 2 vị nữ tướng của họ, nhưng con lại không giết bọn họ, còn đối với họ rất lễ phép nữa. Con có dụng ý gì đây? Dạ thưa cha, con muốn làm theo trong binh pháp, không chiến cũng khiến người ta khuất phục. Vậy con đã thành công chưa? Vẫn chưa được, phải làm từ từ. Con cần khoảng thời gian bao lâu? Con cũng không biết. Có điều con cũng muốn hỏi cha một câu. Cho dù hôm nay có giết chết 2 vị nữ tướng đó, đối với cha mà nói, ngoài việc trút giận ra thì còn có tác dụng gì? Đây là đang đánh trận,
có thể giết được bao nhiêu kẻ địch thì giết bấy nhiêu. Đây là đạo lý đơn giản nhất, chẳng lẽ cô không biết hay sao chứ? Chà, kẻ chiến thắng cuối cùng không chỉ nhìn một phía, trong lúc đánh trận phải nghĩ tới toàn diện hơn, không nên chỉ đơn giản nghĩ tới những chuyện nhỏ đâu, phải nhìn trước ngó sau, suy nghĩ mọi chuyện chi tiết một chút thì mới được. Vậy cô đem việc chi tiết đó nói cho ta nghe thử. Đại quân triều đình, tướng và lính nhiều, cha giết một hai vị đại tướng của họ, đối với lực lượng của họ mà nói không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà cha làm vậy sẽ khiến cho họ cảm thấy phẫn nộ, bọn họ sẽ bất chấp mọi thứ sang bằng hàng giang quan. Tới lúc đó, hàng ngàn hàng vạn binh lính cùng với bá tánh sẽ bị liên lụy đó. Cha, điều này cha chưa từng nghĩ tới sao? Ta lại hỏi cô nữa, cô làm như vậy bọn họ sẽ không tấn công hàng giang quan nữa sao? Con không dám đảm bảo, con chỉ có thể nỗ lực đi theo phương hướng đó, cố hết sức và nghe theo ý trời. Con đừng có nói lý lẽ với ta như vậy, ta không muốn cãi nhau với con nữa. Ta chỉ muốn biết trận tiếp theo con đánh như thế nào. Ngày mai con vẫn sẽ theo phương hướng của con mà tiếp tục cố hết sức. Thật ra phàn cô nương võ công cao cường, cô phát kiếm của ta một cách nhanh chóng. Nếu như cổ không nương tay như vậy thì có lẽ ta đã rơi từ trên ngựa xuống rồi. Đúng vậy, cô ấy rất thân thiện, không hề có chút giả tạo. Nguyên soái, võ công của cô ta và ngài bất phân thắng bại là một vị nhân tài hiếm có. Nếu như chúng ta có thể kêu cô ấy qua đây báo hiếu cho triều đình thì đúng là một chuyện rất tốt. Nhân tài mà quốc gia đang cần, chúng ta phải cố gắng giành về đây. Đúng rồi, nhất định phải cố gắng giành về đây. Đúng rồi. Là tướng quân, tiếc nguyên soái các người tại sao không ra đây gặp mặt vậy? Phàn cô nương, lần trước cô muốn gặp nguyên soái chúng tôi, suýt chút nữa là làm lỡ quân cơ. Hôm nay lại muốn gặp nguyên soái chúng tôi, e là sẽ bất lợi đối với chúng tôi. Ta thấy hay là không gặp sẽ tốt hơn. Lần trước đúng thật là lỗi của ta, có điều ta đã nhận lỗi ở trước mặt của tiết nguyên soái rồi mà, sao ngài lại còn nhắc tới? Hơn nữa sai lầm tương tự ta sẽ không phạm phải đâu. Nguyên soái, nhìn xem. Là tướng quân, để lui xuống trước đi. Dạ. Lệ Quế, cô đang làm cái gì vậy? Tất cả những gì mà sư muội làm, con nhìn hoài mà không hiểu được. Ta thấy muội ấy thân thiện với quân đường, trong mắt muội ấy bọn họ hoàn toàn không phải kẻ địch. Cần gì phải nói chứ, ngón tay muội ấy không bẻ ra ngoài là tốt rồi. Sư muội, hôm nay tại sao tới đây? Tới đây giảng hòa hay là quyết chiến đây? Phụ thân ta lệnh ta tới đây quyết chiến với huynh. Muội đã đồng ý với phụ thân của muội, muội tới rồi. Ta đã tới rồi, nhưng ta không phải tới đây quyết chiến với huynh. Vậy thì tại sao? Ta tới là lấy cớ để được gặp huynh thôi. Sao phải gặp ta? Sư huynh, huynh có còn nhớ tới 10 năm về trước tình cảnh chúng ta gặp nhau ở Phiêu Diêu Phong hay không? Đương nhiên là nhớ rồi. Vào lúc đó chúng ta thành bạn trúc mã mà, ngây thơ vô tư. Ta còn nhớ là lần đó Quỳ Qua Bảo Đăng bị bể rồi, huynh chịu phạt thay mọi người, thật khiến cho ta rất ngưỡng mộ. Muội lén đưa đồ ăn cho ta, ta thực sự rất cảm động. Ta bị đứt ngón tay, huynh băng bó cho ta, đúng là tình nghĩa khó quên. Hai chúng ta ngây thơ vô tư, tình như thủ túc. Đó thật sự là một thế giới thần thoại đẹp đẽ. Tiếc là bị trận chiến này phá hoại rồi. Chỉ trách tên thư Bửu Đồng phản bội triều đình, giấy binh tạo phản. Nếu không thì sao lại có chiến tranh? Nếu như hắn là tên đầu sỏ thì sao ta có thể không tiêu diệt hắn được? Sư huynh nói đúng lắm, ta cũng căm ghét bọn họ. Nhưng mà hiện nay phụ thân của muội lại đi theo hắn, trợ giúp cho hắn. Ta hiểu mà, ta đã khuyên phụ thân ta 5 lần 7 lượt, nhưng cha cứ đòi làm như vậy, ta cũng không làm gì được cha. Điều này thì ta hiểu được, nhưng bình loạn là sứ mệnh của ta, hàng gian qua ta phải lấy cho bằng được. Còn phụ thân của muội lại chấp mê bất ngộ, cản ở phía trước, đóng cửa ngưng chiến. Ta chỉ có thể tấn công, quyết không từ bỏ. Nếu như muội cũng giống như bọn họ thì tại sao hôm nay mặc áo giáp ra trận chứ? Ta đã từng nói, lần này ta ra trận là vì muốn được gặp huynh. Và còn một chuyện muốn nói với huynh. Chuyện gì? Sư phụ ta và sư phụ huynh vào khoảng 10 năm về trước đã quyết định duyên phận của hai chúng ta. Đồng thời
Sư phụ ta cũng nói bát tự của hai chúng ta rất hợp. Người nói kiếp này chúng ta có duyên phận làm vợ chồng. Đúng vậy. Nhưng bây giờ thời gian đã qua lâu rồi, mọi chuyện không giống như năm xưa nữa. Hiện giờ chúng ta đã là phe đối địch, ai thờ chủ đấy rồi. Lệ Quế, cô đang làm cái gì vậy? Sao còn không ra tay giết chết Tiết Đinh Sàng đi? Lệ Quế, sao mụi còn không ra tay? Không lẽ mụi thông đồng với kẻ địch à? Mụi đã nhìn thấy chưa, sư huynh mụi của chúng ta đã không còn là sư huynh mụi của năm xưa nữa. Mụi thân mụi kêu mụi tới giết ta, chúng ta đã là kẻ địch nói chuyện bằng gươm đao rồi. Sư huynh, ta không nghe lời của cha đâu. Được, vì mụi hãy tránh ra đi. Hàng giang quan ta chắc chắn phải lấy được, trừ phi bọn họ khiến quan đầu hàng. Nếu mụi không tránh ra thì mau ra tay đi, cha của mụi đang hối mụi kìa. Ta sẽ không ra tay với huynh đâu. Vậy thì mời sư mụi tránh ra đi. Nếu như mụi còn không chịu tránh ra thì đừng trách sư huynh ra tay. Ta nói lại lần nữa, ta sẽ không ra tay với huynh đâu. Được, vậy thứ cho sư huynh này vô lễ. Tới đây. Trời! Lê Quê! Sư mùi, mùi hà tất phải như vậy chứ? Ta không thể làm trái lệnh của cha, cũng không thể cắt đứt tình nghĩa với sư huynh. Chỉ bằng chết ở trong tay của sư huynh để có thể giải thoát cho rồi. Sư mùi, sao mùi lại khờ như vậy chứ? Ta không còn lựa chọn nào khác. Ta không phải không trân trọng tình cảm sư huynh mùi của hai chúng ta, nhưng mà ta không thể nào vì tình riêng mà ảnh hưởng tới lợi ích của quốc gia được. Mong sư mùi hãy hiểu cho ta. Sư huynh, ta không trách huynh, chỉ trách ta có số khổ thôi. Mùi, sư mùi đâu phải đang đánh trận, còn thấy là đang yêu đương thì phải. Cái con tiện nhân làm nhục gia phong này thiệt là. Mặt mũi tổ tiên tám đời bị mùi ấy làm mất hết rồi. Cha, cha mau rút lui đi, đừng để cho mùi ấy ở dưới làm mất mặt nữa. Mau phóng tên đi. Nhưng mà sư mùi đang ở dưới. Thế con tiểu tiện nhân làm nhục gia phong cần nó để làm cái gì? Phóng tên bắn chết nó luôn đi. Phóng tên. Quý chừng. Cung tiễn thủ, mau! Ngay cả con gái của mình mà cũng không cần hay sao? Hoàng gia bọn ta không có đứa con gái như vậy. Đôi khẩu nam nữ các ngươi, đi chết đi. Sư huynh, huynh hãy mau đi đi, ta để cho họ bắn chết là được. Không rồi được, ta không thể bỏ mặc họ như vậy được. Lệnh của cha không thể nào cãi được, nhưng mà muội cũng không thể cắt đứt với huynh. Không được, ta không thể để cho muội chết được. Phóng tiễn! Phóng tiễn! Sao mũi tên của địch bắn xa quá vậy? Đây gọi là nhát cung, mất bắn thật xa, chỉ có đại quân của hoàng thượng mới có được. Được, chúng ta gõ lệnh thu binh. Dạ, gõ lệnh thu binh. Bảo vệ nguyên soái. Dạ. Nguyên soái, có sao không? Ta không sao. Liên Quy, đã có bị thương không? Muội không sao. Huynh hãy mau chạy đi, muội cũng phải trở về thôi. Ta không thể làm gì được. Nếu muội quay về, cha muội nhất định không tha cho muội. Muội hãy quay về Lê Sơn đi. Nhưng muội phải trở về, mặc cho họ xử lý sao cũng được. Vậy mùi phải tự bảo trọng, đừng bao giờ làm chuyện dại dột. Hãy chăm sóc cho mình, sống vô thật tốt đó. Rút!